vui vì được gặp lại các bạn theo chương trình hướng dẫn ngắm hoa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bón một bó hoa lan để tặng cho người thân. Và một cái hoa lan được mọi người xem nó như một loại hoa nữ hoàng của tất cả các loại lan, đó là hoa lan vũ nữ. Vì sao gọi là hoa lan vũ nữ? Bởi vì các bạn nhìn kỹ đi, cái phần cánh của nó giống như là một cô gái đang có mặc một cái đầm nhuyễn múa. Đây, cái phần hoa lan của chúng ta. Loại hoa lan này nó rất là đẹp và cũng kiêu sa lắm các bạn ha. Rồi. Để bó hoa lan vũ nữ đẹp thì thông thường với cá nhân mình sẽ không sử dụng lá để mà lót ở phía dưới của hoa lan, mà mình sẽ sử dụng hoa vàng anh để làm cho cái bó hoa của mình nó thêm đẹp và thêm dày dặn. Đây là hoa vàng anh các bạn ạ. Đây là hoa vàng anh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bó nha. Rồi, cái phần hoa vàng anh này mình sẽ vệ sinh sạch cái phần lá phía bên dưới của nó. Sau đó mình cũng giống như những cái phần hoa bó hoa khác, đó là chúng ta sẽ bó theo kỹ thuật bó chéo gốc. Cái phần hoa đầu tiên mình đặt ở đây, phần hoa thứ hai mình đặt chéo qua. Cái phần hoa ở bên phía tay phải của mình thì mình sẽ luồn xuống phía dưới các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ làm lặp lại cái động tác như vậy. Và cái phần hoa này á, các bạn chừa cho mình từ vị trí từ cổ tay đi lên đây khoảng 40 cho tới 50 cm. Ở đây một gang của mình là 25 cm. Khoảng bây giờ như đây là khoảng 50 các bạn ha. Chúng ta sẽ lót đều phần hoa vàng anh. Và phần phía dưới lá của nó thì chúng ta sẽ vệ sinh sạch đi, để cho cái bó hoa của chúng ta nó không có bị tùm cái phần lá. Chúng ta cầm nó sẽ gọn hơn. Đây, vậy là mình đã lót xong cái phần hoa vàng anh cho cái bó hoa lan vũ nữ rồi. Tiếp theo đó là mình sẽ vào phần hoa lan. Chúng ta sẽ lựa cái cành hoa lan nào có phần đụng ngọn. Đó, chúng ta sẽ lót vào như thế này ha. Chúng ta sẽ đặt nó vào. Đây, mình sẽ đi vào như thế này. Các bạn nhớ cái phần hoa ở bên phía tay phải thì chúng ta sẽ đặt vào và chúng ta luồn nó đi xuống phía dưới nha. Chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật bó chéo gốc. Và phần hoa lan thì chúng ta cứ xếp nó lên phía trên như thế này thôi. Ở phía dưới nó đã có hoa vàng anh thì cái hoa vàng anh nó sẽ phủ cho cái độ vàng của chúng ta, cái bó lan của chúng ta nó thêm phần dày dặn và nhìn nó cũng sẽ đẹp mắt hơn. Đây các bạn, thì bây giờ sau khi mà mình đã vào cái phần lan xong rồi á, thì cái phần hoa vàng anh nó gần như là nó bị lấp, nó che đi hết. Nhưng mà cái bó hoa của chúng ta nhìn nó sẽ dày dặn. Vì chắc chắn rằng một cái bó hoa lan vũ nữ, nếu như chúng ta chỉ bó đơn độc nó không, thì với mười mấy cành như thế này thì cái bó hoa của chúng ta không thể to và không thể nhìn, nó không thể bắt mắt được. Thì ở đây mình sẽ sử dụng hoa vàng anh để kèm thêm, để bó hoa của chúng ta thêm phần đẹp các bạn ha. Rồi, tiếp theo về cái phần gốc thì như mình cũng có chia sẻ với các bạn nhiều lần rồi đó. Cái phần cổ tay của chúng ta ngay từ đầu chúng ta cầm ở đây thì chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên nha. Tiếp theo chúng ta sẽ nắm khoảng một nắm tay nữa. Vậy là mình sẽ cắt cái phần gốc của mình tới khoảng này. Mình lặp lại thao tác một lần nữa ha. Từ vị trí cổ tay của chúng ta đi lên tới phần ngọn hoa chúng ta sẽ là khoảng 50 cm. Và từ vị trí cổ tay của chúng ta đi xuống chúng ta sẽ nắm thêm một phần nắm tay tương đương với 20 cm. Tiếp theo đó mình sẽ sử dụng phần bông gòn để chúng ta bọc gốc. Đây, cái phần bông gòn sau khi chúng ta đã nhúng nước rồi á thì các bạn sẽ kéo nhẹ nó ra để cho cái bảng của nó đầy đủ và khi mình phủ vô sẽ đảm bảo cho toàn bộ cái phần hoa của mình có thể uống được nước nha các bạn. Rồi, ở bó hoa này vì khách hàng của mình yêu cầu là mình sẽ sử dụng giấy trắng, cho nên mình sẽ sử dụng cái giấy lụa Hàn Quốc, giấy kiến Hàn Quốc màu trắng nha các bạn. Còn nếu như các bạn muốn cái bó hoa của chúng ta thêm phần tinh tế
thì các bạn có thể sử dụng những cái dán màu tối, như mình cũng có nói ở nhiều video trước, đó là nếu như chúng ta bó một bó hoa màu sáng thì chúng ta nên sử dụng giấy gói màu tối để làm tôn lên cái phần đẹp của cái phần hoa, để cái phần hoa của chúng ta sẽ nổi bật nhiều hơn. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái giấy, cái hoa của chúng ta đã màu sáng mà chúng ta lại sử dụng dán màu sáng một lần nữa thì cái phần hoa của chúng ta sẽ cảm giác nó bị loãng đi. Rồi, về cái phần giấy kiến thì đầu tiên khi mà một cái tờ giấy nó như thế này, mình sẽ gấp cho nó lệch mép một tí đi các bạn ha. Đây, mình sẽ gấp lệch mép của nó đi. Mình đặt cái bó hoa lên. Các bạn làm sao để cho đảm bảo cái phần hoa của chúng ta nó sẽ thấp hơn cái phần giấy, để nhìn cái bó hoa của chúng ta sau khi bó xong thì cái bó hoa của chúng ta nó sẽ to hơn. Để cho cái phần giấy của chúng ta tạo được nhiều tầng và nhiều lớp thì cái phần giấy này các bạn sẽ để lệch mí nó đi như thế này ha. Đây, đây là nguyên bản của nó khi mà nó nằm ở trong sách mình lấy ra. Mình sẽ làm lệch mí cái phần giấy đi một tí, sau đó mình đặt nó lên. Đây, đây là cho vị trí ở bên phía tay phải của mình. Phần phía bên tay trái của mình cũng làm tương tự như vậy các bạn ha. Đây mình cũng để lệch mí như thế này. Sau đó mình sẽ đặt cái bó hoa lên để cho hai bên vị trí của nó tương đối, nó cân nhau một tí các bạn ha. Nếu như chúng ta muốn cái phần giấy của chúng ta sẽ không bị lặp lại thì sau khi chúng ta đi cái phần lớp đầu tiên là chúng ta lệch mí về phía bên tay trái, tay phải của chúng ta như thế này, thì cái lớp giấy thứ hai chúng ta sẽ đi lệch cái phần trong của nó là như thế này nè. Chúng ta sẽ lệch phần trong. Để chúng ta sẽ không tạo cái sự lặp lại. Cái phần đầu chúng ta sẽ lấy mép ngoài, phần hai chúng ta sẽ lấy mép trong. Đây, cái phần giấy nguyên bản nó như thế này. Mình sẽ gấp cho nó hơi lệch mí. Sau đó mình đặt vô. Các bạn sẽ làm sao cho cái phần giấy của mình bó vào á, nó bồng ra nha. Nó đừng để chúng ta gò bó quá thì cái phần giấy của chúng ta nó sẽ bẹp lại và nó làm cho cái bó hoa chúng ta mất đi cái phần giá trị của nó. Bạn nào không quen thì có thể làm tới đâu chúng ta quấn băng keo tới đó. Hoặc để cho đảm bảo vệ sinh môi trường thì các bạn có thể sử dụng phần dây thun hoặc là cái phần dây lạc để chúng ta cột lại. Rồi, về phần nơ thì chúng ta sẽ làm một cái nơ giả ở phía dưới của bông hoa như thế này. Các bạn có thể sử dụng luôn là giấy kiến như thế này cũng được, hoặc là các bạn sử dụng phần giấy lụa để các bạn làm, thì có hai cách nào cũng được. Ở đây mình sẽ sử dụng giấy kiến này luôn ha. Đây, tờ giấy nguyên bản của nó như thế này. Đây là phần giấy nguyên bản khi mà chúng ta vừa lấy ra. Bây giờ mình sẽ lợp mí của nó lên như thế này, làm sao cho khoảng cách ở giữa bốn điểm này nó tương xứng gần bằng nhau. Các bạn có thể gấp nó lại như thế này cũng được. Đây là một cách. Cách thứ hai đó là các bạn giữ nguyên cái tờ giấy của chúng ta, nằm banh nó ra như thế này. Chúng ta banh cái tờ giấy ra, sau đó các bạn chụm ở vị trí ở giữa lại, chúng ta vuốt đều bốn góc. Khi chúng ta kéo lên thì chúng ta cũng sẽ có được một cái phần nơ, và cái phần giấy như thế này nó sẽ bồng hơn, nó đẹp hơn. Thì tùy thuộc các bạn muốn làm kiểu nào cũng được ha. Ở đây mình sẽ sử dụng hai tờ để mình làm cái phần nơ ở phía trước cho cái bó hoa của mình.
chúng ta sẽ lặp lại cái thao tác cái phần giấy cuối cùng giống như cái phần giấy của lớp thứ hai nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ gấp lệch mí của nó một tí xíu như thế này. Sau đó chúng ta đặt vào cái bó hoa. Đó. Các bạn nên túm, chúng ta không gom ngang cái phần giấy nha. Chúng ta không gom ngang phần giấy mà các bạn nên đi xéo nó lên như thế này nè. Các bạn đặt cái tay, vị trí nó sẽ xéo. Đây là phần của tay ngang nè. Chúng ta giống nó thành một đường thẳng. Thì chúng ta không gom từ đây, gom vô. Nó dễ bị túm cái giấy lắm. Các bạn sẽ gom hơi xéo như thế này nè. Các bạn đẩy vị trí xéo, các bạn đẩy lên. Thì cái phần giấy của mình nó lúc nào nó cũng sẽ tạo nên được cái độ bồng hết đó. Nó rất khó để mà nó bị dồn cái phần giấy lại. Nó sẽ làm cho cái lớp giấy của chúng ta phồng hơn. À, nhiều bạn hay nhắn tin hỏi mình đó là làm sao để cho cái phần giấy bồng ra. Thì sau một khoảng thời gian mình vừa làm và mình nghiên cứu các kỹ thuật của mình lại, thì mình thấy rằng là khi mà mình gom giấy ngang thì cái độ bồng và cái hiệu ứng của nó sẽ không bằng là mình gom xéo nó lên. Cho nên là các bạn nên gom xéo cái phần giấy lên để cho nó được độ bồng đẹp nhất. Ra những cái kiến thức mà mình có được và mình chia sẻ cho các bạn đó là do trong cái quá trình mình vừa làm, mình vừa đúc kết kinh nghiệm, thì mình sẽ gom những cái gì gọi là kỹ thuật mà nó tương đối dễ làm và các bạn dễ thực hiện, các bạn dễ làm lại để mình chia sẻ cho các bạn. Thì hy vọng là những cái kỹ thuật mà mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến vào phần nơ nha các bạn. Rồi, về phần làm nơ thì mình đã có chia sẻ ở những video trước rồi. Bạn nào chưa xem được cách làm nơ thì các bạn có thể xem những video mà mình đã làm rồi nha. Vậy là mình đã hoàn thiện xong cái phần bó hoa của mình. Rất đơn giản để thực hiện được một bó hoa như thế này đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.